Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện Tết Làng trong tập truyện ký và tản văn Chuyện Làng Tôi của tác giả Cao Văn Hà. Về làng, khi mùi lá dong thơm lừng các ngõ là lúc Tết đã về trong sân nhà, lòng ta tràn ngập cảm xúc xốn sang bồi hồi. Đã mấy chục năm ăn Tết nơi phố thị, tôi không có được cái cảm xúc ấy. Tết này, nhà tôi về ăn Tết ở làng. Sau khi mấy anh em phục dựng xong ngôi nhà ngói cổ của bố mẹ, các thành viên trong từng gia đình nhỏ háo hức mong chờ. Bây giờ thì khung cảnh đã hiện ra trước mắt, với sự rộn ràng của người lớn chạy ra chạy vào, đi lên đi xuống, sự tung tăng đùa nghịch của trẻ con, ai nấy đều hoan hỉ. Nếp nhà mới nhưng mang đậm hình bóng cũ, vẫn là bốn gian nhà nhỏ, mái trước thấp chảy dài xuống gần chạm đầu người. Sự khôi phục đúng quy mô, kích thước, hình dáng, đường nét của ngôi nhà cũ khiến nó trở nên gần gũi, thân thương vô cùng. Bác cả đã bày biện ban thờ ấm cúng, mâm ngũ quả đầy đặn cùng với cành đào đang nở rộ. Tôi chỉ việc cắm thêm lọ cúc vàng và huệ trắng đặt vào hai bên. Ngày trước, thầy U tôi bao giờ cũng dùng hai loại hoa này để cúng lễ trong ngày giỗ Tết. Hương được thắp lên để biến báo các cụ là con cháu đã về. Mùi hương xạ, hương đen thơm ngào ngạt, hoa huệ thơm ngát, hương bưởi ngọt ngào cùng với lá dong, gạo nếp lan tỏa khắp nơi. Ở ngoài kia, Tết tíu tít theo chân chị em từ chợ bến về từng ngõ xóm. Người kháo nhau hàng bán đắt như tôm tươi, người hớn hở mua được món hàng vừa ngon vừa rẻ, rồi hỏi nhau Tết này gói mấy đấu gạo bánh, ăn mấy cân thịt. Những câu chuyện dân dã, tưởng chừng như xưa lắm, vẫn đang diễn ra, mặc dù nó không còn đậm đặc như xưa. Đang miên man suy tưởng giữa xưa và nay, thì tiếng lợn kêu eng éc, khiến tôi trở lại với cảnh nhà. Từ phía cổng, hai người đàn ông lực điền khênh con lợn chừng 50-60 cân vào sân, rồi hướng thẳng ra mé bờ sông. Người lớn trẻ con xúm quanh con ỉn và hai người thợ thịt. Hai thằng cháu lớn khệ nệ khênh nồi nước sôi, mấy bà và các cháu gái ngồi nhặt rau, rửa mâm bát ở góc sân, tất cả chờ tiếng kêu cuối cùng của lợn. Hai người thợ hành động như biểu diễn, một người mang bộ lòng xuống bè đậu ở bến sông làm sạch. Phía dưới cuối bè, nhà hàng xóm cũng đã mổ lợn xong. Giữa bè, mấy bà hàng xóm đang rửa từng tàu lá dong, chuyện trò rôm rả. Bến sông trở nên nhộn nhịp sau những ngày đông lạnh lẽo. Ngày thường bây giờ chẳng mấy ai ra sông giặt rũ tắm rửa, bởi nước sông không còn trong trẻo nữa. Không như ngày xưa, vào độ này các bến rộn ràng người lên kẻ xuống, nào là gánh nước về chứa đầy bể hoặc các chum vại để dùng trong dịp Tết, nào là tổng vệ sinh chăn chiếu quần áo cho năm mới được thơm tho. Những người dũng cảm thì bất chấp dòng nước lạnh giá, nhảy ùm xuống tắm sông, kẻo để người hai năm thì sợ xui xẻo lắm. Rồi sát ngày Tết, nhà nhà xuống bến sông rửa lá bánh, đãi gạo, thịt lợn, mổ gà. Nhất là những bến có bè đỗ thì các công việc dùng đến nhiều nước, bà con đều mang ra sông hết thảy, bày rành ràng ra ở trên bè. Chẳng mấy chốc, mùi thịt lợn thơm phức lan tỏa khắp trong nhà ngoài sân. Mấy đứa trẻ xúm quanh rổ lòng, được bốc miếng gan ăn thử, chén ngon lành. Vẫn là những món xưa, lòng, dồi, tiết canh, thịt luộc, nem, sáo, mà hôm nay sao hấp dẫn vậy? Bao nhiêu món ngon của đời sống khá giả thời nay không thể sánh. Bữa ăn cuối năm thật đông vui làm sao. Năm nay có nhà mới, bác cả cho triệu toàn bộ các con cháu chắt chút của hai cụ, 10 mâm mà vẫn chật. Bác công bố từ nay trở đi, nhà thờ trở thành ngôi nhà chung của đại gia đình. Ai nấy đều tâm đắc, mừng vui không tả hết. Sau bữa cơm trưa và cuộc họp gia đình,
không khí lại nhộn nhịp với nồi bánh chưng, mấy bà dạy chiếu gói bánh ở sân nhà, hai thúng gạo nếp, một giá đỗ, một âu thịt ba chỉ và mấy chồng lá dong được bày trên chiếu. Các cháu lại xúm xít, đứa lớn, đứa bé, đứa đứng, đứa ngồi, đứa chạy vòng quanh. Mấy bà già thể hiện chưa bao giờ quên việc gói bánh, vừa gói vừa giảng giải, hướng dẫn lũ cháu gái lớn. Bà xã tôi cũng là một tay cử khôi. Theo bà, bánh muốn ngon phải kén gạo, kén nhân, vừa muối, gói chặt tay, luộc kỹ. Gói được lá sống thì khi bóc ra, bánh xanh mượt như lá, đúng với câu ca ngày Tết, bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Buổi tối, cả nhà quây quần quanh nồi bánh chưng, ánh lửa hồng bập bùng trong đêm cuối năm, phản chiếu xuống mặt sông cầu thành vệt sáng lấp lánh. Tiếng lửa reo vui, tiếng nước reo vui, lòng người cũng reo vui. Thôi thì đủ thứ chuyện, ồn ào chuyện Covid, trầm ngâm chuyện Tết xưa, rồi dâm gian bàn luận công việc làm ăn, học hành, nhân tình, thế thái. Hồi xưa, cũng những lúc như thế này, thầy U tôi thường kể về ông bà, về những vất vả thăng trầm của cuộc sống mưu sinh giữa thời buổi loạn lạc. Nghe nhiều lần nên tôi biết, hiểu và nhớ, thương ông bà, thầy U vô cùng. Bất giác, tôi nhớ những mùa Tết ấy, những lần luộc bánh ấy, tích củi từ mấy tháng. Mà nghề đẽo đòn gánh của nhà tôi, làng tôi sẵn củi, không chỉ dùng còn được bán. Củi gốc tre già phơi nỏ, lửa to, than đượm, nồi bánh đầy mấy cũng chỉ 8-9 tiếng là kỹ. Bao giờ tôi với chị Hải cũng được u gói cho đôi bánh chưng con để vớt ăn trước. Nhưng lại tiếc không dám ăn, để còn chơi. Luộc bánh cả đêm 30 đến gần sáng mới vớt. Có lần do ngủ say quá, thầy U không nỡ đánh thức. Sáng sớm mồng 1 tôi khóc lè nhè, bắt đèn U hàng tiếng đồng hồ, làm cả nhà phải rông. Tạo hóa xoay vần thế nào, lúc sáng tôi lại bị thằng cháu bắt đèn mãi về tội quên không lấy cho nó cái bong bóng lợn, vì nó đã háo hức từ mấy hôm khi được nghe ông kể chơi bong bóng lợn còn thích hơn gấp mấy lần chơi bóng bay, lại còn đá được nữa. Cuối cùng tôi phải đền nó bằng quả bóng bay thật to, nhưng nó chưa hết ấm ức, còn tôi thì áy náy ở trong lòng. Miên man bao nhiêu là chuyện, sực đến giao thừa. Hai bên bờ sông, dân làng tôi và làng Mai Hạ đốt pháo hoa sáng rực trời. Mặt sông lấp lánh muôn ngàn ánh bạc, mờ ảo lung linh trong màn khói sương và mưa phùn. Năm nay, năm đầu tiên nhà nước cho đốt pháo hoa, nhân dân được tung lên bầu trời nỗi vui sướng sau tất cả những gì bị kìm nén bởi hai năm Covid. Hương hoa ngan ngát từ nhà thờ hòa quyện với hương từ nồi bánh chưng, từ làn khói bếp, làm nên mùi hương đặc trưng của Tết làng. Ta như thấy tổ tiên, ông bà, cha mẹ hiện về, linh khí đất trời đọng lại thiêng liêng, huyền diệu. Không gian yên ả mênh mang của thời khắc giao thừa, bỗng vang rền tiếng gà gáy sớm hơn mọi ngày. Rồi những hồi trống giòn giã từ đình làng Mai Hạ, tiếng trống ngân vang qua mặt sông gợn sóng, không lẫn với bất kỳ làng nào. Từ bao năm nay, tiếp nối bao nhiêu thế hệ, mà nhịp trống làng Mai không hề lạc điệu, nó có sức thôi thúc đến lạ kỳ. Tiếng trống rục rã lòng người, rục rã xuân sang. Mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để theo dõi tiếp những câu chuyện trong cuốn sách Chuyện Làng Tôi, mời các bạn đón xem trong chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!